Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 17, đó chính là tìm ước chung lớn nhất, cũng như là cái cách tìm ước chung thông qua ước chung lớn nhất thì chúng ta đã biết cách rồi đúng không nào? Và các ba cái bước mà chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta đã biết chưa? Nhớ không nào? Thầy nhắc lại một chút để trước khi chúng ta đi qua cái bài 18 này nha. Cái bước 1 á, của bài đi tìm ước chung lớn nhất đó chính là gì? Phân tích ra từ số nguyên tố, thì cái bước đó với cái bước của cái bài 18 này giống nhau nha các em nha. Nghĩa là ở cái bài bộ chung nhỏ nhất này thì cái bước 1 nó cũng giống với cái bài 17, đó chính là chúng ta đi phân tích ra từ số nguyên tố, được chưa? Phân tích các thừa số đó ra từ số nguyên tố. Rồi, bước 2 ở cái bài 17 là ước chung lớn nhất á, là chúng ta phải gì, chọn thừa số gì? Chọn thừa số chung. Còn ở bộ chung nhỏ nhất đây là chúng ta phải chọn thừa số chung và riêng. Nhớ chúng ta chọn chung xong, sau đó các em chọn riêng nha. Tiếp tục cái bước thứ ba là ở cái bài 17 là chúng ta lấy số mũ nhỏ nhất. Còn đối với cái bài bội chung nhỏ nhất này thì chúng ta sẽ đi tìm là gì? Lấy số mũ lớn nhất. Nhớ nó ngược lại như vậy nha. Chung và riêng với số mũ lớn nhất. Đó, thì khi đó chúng ta mới đi tìm được bội chung nhỏ nhất. Như vậy thì ở trong cái bài này chúng ta cũng sẽ biết được một cái cách nữa, đó chính là chúng ta đi tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ đi tìm bội của cái bội chung nhỏ nhất bằng cái số chúng ta vừa tìm được đó, thì học chúng ta sẽ biết. Thì clip này thầy tiếp tục sẽ quay cứ mỗi bài thầy sẽ cho ra một cái clip học thử game ha. Thì để cho chúng ta có cái nhìn tổng quát về cách dạy của thầy online, chúng ta mua khóa học như thế nào. Mua thì chúng ta cũng chuyển khoản qua rồi thầy sẽ gửi bài. Và nhớ khi trong quá trình chuyển khoản, nhớ để họ và tên của các em trùng với họ và tên ở trong cái biểu mẫu các em nhé. Cái đơn đăng ký của thầy để thầy đối chiếu tên. Và nhớ ghi địa chỉ Gmail cho thật chính xác để thầy gửi bài nha các em nhé. Và phải cập nhật số điện thoại, có gì đó là thầy sẽ gọi cho các em hoặc là phụ huynh ngay. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 188 nha. Rồi, chúng ta đi sang bài 188 nha. Tìm bội chung nhỏ nhất của câu A của chúng ta đó chính là 40 và 52. Hiểu nào? Như vậy thì bước đầu tiên á, cũng giống như của cái bài ước chung lớn nhất, thì chúng ta sẽ phân tích ra từ số nguyên tố. Như vậy thì ở đây chúng ta 40 bằng 52 bằng. Như vậy ở đây á, cái số 40 này á, ở trong cái các clip, tổng cộng là 3 clip ở bài số 17 đó, thì thầy cũng có hướng dẫn em tách. Nhưng mà ở đây cái bài đầu tiên nên thầy sẽ hướng dẫn em làm ở ngoài nháp ở đây, giống như trong clip trước đúng không nào? Còn ở đây là 5 x 8 này ha. Như vậy 40 chúng ta thực hiện ở ngoài nháp đây, chúng ta thực hiện như này. Đầu tiên chúng ta chia 2. Chia 2 đây được 20, chia 2 tiếp ở đây được 10, chia 2 đây được 5 ha. Ở đây chia 5 là được 1. Như vậy đây là 2 mũ 3 nhân cho 5. 1 2 3 này các. 2 mũ 3 nhân 5. Thì cái bước này chúng ta rất ư là rành rồi ha. Như vậy đây trở thành 2 mũ 3 nhân 5. Chứ cái bước này mà không biết nữa làm nữa thôi á, chịu ạ. Không thể nào mà tìm được đúng không nào? Nghĩa là phép chia chúng ta cũng phải thuộc lòng á. 52 chúng ta chia cho 2. Tại vì tận cùng là chữ số chẵn có đúng không nào? 5 chia 2 đây được 2 12. 26 đúng không nào? Ta chia 2 chứng tỏ đây là được 10, 13, 13 là số nguyên tố. 13 thì số nguyên tố thì bắt buộc phải chia chính nó ở đây bằng 1. Như vậy thì ở đây nó ra được kết quả là 2 mũ 2 nhân cho 13. Được chưa? Các em ok chưa nào? Thầy hướng dẫn từng bước như vậy thì khác nào mà thuê gia sư giảng cho các em nó như vậy thôi. Điều khác là thầy không thể ngồi trực tiếp đó để mà các em hỏi trực tiếp được ha. Rồi ok, tiếp tục nha. Tới đây là gọi là bước 1 rồi em. Cái bước 2 và bước 3 chúng ta sẽ lồng chung vào một bước, giống như cái cách đi tìm ước chung lớn nhất vậy các em ạ. Nghĩa là chúng ta sẽ chọn thừa số chung và riêng, sau đó các em sẽ chọn số mũ lớn nhất trên cùng một bước luôn, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Cái bội chung nhỏ nhất của 40 với lại 52 bằng này. Nhìn ở đây thầy sẽ chọn cho các em này. Thứ nhất, chúng ta sẽ chọn thừa số chung trước. Như vậy thì ở trong 40 và 52, cái thừa số chung đó chính là số 2. Đây chính là thừa số chung. Bây giờ tiếp tới
Thừa số chung xong, chúng ta sẽ chọn tới thừa số riêng. Thừa số riêng chúng ta có số 5 với là số 10, 13 nha. Chúng ta lấy số mũ lớn nhất ở thừa số 2 này, thì ở đây là mũ 2 và đây mũ 3, thì chúng ta bắt buộc phải lấy đây là mũ 3. Được chưa nào? Ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhân ra. Các em lấy ở đây là 8, 2 mũ 3 là 8 nhân cho 5 và nhân cho 13 ha. 8 x 5 bằng 40. 40 mà nhân cho 13. Ta dùng máy tính chúng ta bấm cho nhanh nha. Tại vì cái này đòi hỏi thì ấy chúng ta nhân ở ngoài. Được chưa nào? Đó chính là bằng 520g. Đó. Không là cũng tự nhân ở ngoài cũng được. Ok. Rồi. Đó chính là bộ chung nhỏ nhất của năm 40 và 52. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu B em nhé. Chúng ta nhìn xíu rồi chúng ta đi sang câu B. Chúng ta đã hiểu các bước làm chưa? Phân tích ra từ số nguyên tố, chọn từ số chung và riêng, lấy số mũ lớn nhất, sau đó nhân ra. Ok. Rồi, ta đi sang câu B nha. Câu B nha. 42 70 với lại 180. Thì các em làm các bước tương tự nhé. 42 bằng này, 70 bằng này, 180 bằng này. Bây giờ thầy, nếu các em không rành á, thì các em nên lấy từ giải nháp đây. Đối với những số này, thầy hướng dẫn cho cái cách tách cho nhanh nha. Còn dù số 180 đây thì tí tính sau. Bây giờ 42 phải không? Có phải bằng mấy? 42 này là bằng 6 x 7. 6 x 7 thì số 6 đấy chúng ta tách trở thành là 2 x 3. Nghĩa là chúng ta tách những số đó trở thành thừa số nguyên tố để nhân lại với nhau. Thì như vậy thì cái 42 này nó sẽ bằng 2 x 3 x 7. Có hiểu nào? Nghĩa là những cái số nào mà nó cực chẳng đã mà nó lớn á, chúng ta không nhẩm được, không tách được, thì chúng ta mới làm ngoài giấy. Nghĩa là thầy hình thành cái thói quen cho các em là gì? Để chúng ta hình thành thói quen là biết cách tính nhẩm và tính thật nhanh và thật sự chính xác. Còn không chính xác thì thầy khuyên nên tính ở ngoài giấy. Có được chưa nào? Và hỗ trợ thêm cái máy tính nữa. Nhưng mà đối với các em lớp 6 thì thầy sợ là một số giáo viên ở trên trường không có cho sử dụng máy tính, thì bắt buộc kỹ năng tính toán chúng ta ở tiểu học nó phải vững cơ bản, thì lên trên đây chúng ta học rất là nhanh. Các em rõ chưa? Như vậy ở 70 này chúng ta tách trở thành là 7 x 10. Cái số 10 đó chúng ta tách trở thành là 2 x 5. Các em hiểu không? Như vậy thì nó sẽ trở thành là 2 x 5 x 7. Đó. Đối với 180 không? 180 thông thường chúng ta sẽ tách trở thành là 2 nhân cho 90. Đây này, nhìn thầy tách này, tách ngồi nháp cho các em thấy này. Nó 180 này nó sẽ bằng 2 nhân 90. Cái số 2 này không thể tách được rồi. Cái số 90 này chúng ta sẽ tách là bao nhiêu em? Có phải là tiếp tục là 9 nhân 10 không? Có đúng không? Số 9 này nó chính là 3 mũ 2. Số 10 này nó chính là 2 nhân 5. Thì bây giờ 2 với 2 đây này, 2 với 2 đây, thì chúng ta chỉ viết trở thành là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5. Đó, các em thấy cái cách này các em thấy cái nhanh không? Nhưng mà đối với những em phải nhanh và phải thuộc lâu lâu cái bảng kiểu chương, và chúng ta cộng trừ nhân chia chúng ta cực kỳ nhanh rồi. Còn bạn nào mà không vững thì thầy khuyên em nên làm theo cái hướng này. Đó, hiểu chưa nào? Nghĩa là thầy chỉ cho em rất là nhiều hướng để chúng ta phát triển cái tư duy. Hiểu không? Đó. Ok. Như vậy thì ở đây 180 thì sau khi thầy đã hướng dẫn rồi thì thầy sẽ phân tích trở thành là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 và nhân cho 5. Bây giờ chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của 42, 70, 180. Bây giờ nhìn đây thầy sẽ chỉ các em chọn cách chọn thừa số chung và riêng này. Bây giờ thầy nói chung trước nha, chung trước nha. Bây giờ số 2 có hết này, chắc chắn số 2 là chung cái đã. Bây giờ tới số 3. Số 3 ở đây 2 đây có nhưng đây không có thì nó cũng không phải là chung. Tương tự số 5 2 đây có nhưng đây không có cũng không phải chung. 7 7 đây có nhưng đây không có cũng không phải chung, đúng không nào? Như vậy chung thì chỉ có cái thừa số 2 đây thôi. Còn bây giờ chọn riêng này, các em này. Riêng bây giờ các em thấy số 3 này, thấy không? Và riêng hay chung chúng ta chỉ ghi cái chữ cái thừa số đó chỉ một lần thôi. Duy nhất lặp lại một lần chứ không phải ở đây có thừa số 3 đây có thừa số 3 ghi hai lần thừa số 3 là sai. Chỉ một lần duy nhất. Nhớ nha, chúng ta chỉ ghi một lần duy nhất thôi. Tới là cái thừa số mấy em? Thừa số 5. Và tới là thừa số 7. Đó, bây giờ lấy số mũ này các em này. Đối với số 2, cái mũ ở đây là 1, 1, đây 2. Thì chúng ta nên ghi số mũ lớn nhất là 2 ở đây. 3 này, mũ 1, mũ 2 thì các em cũng ghi là mũ 3. Các
cái thừa số 3 đây là mũ 2. Đây mũ 1, đây mũ 1 thì đây mũ 1, mũ 1 1 đây là mũ 1 vậy thôi. Các em hiểu ý thầy nói không nào? Như vậy bạn tiếp này. Thầy hướng dẫn chỉ cần các em nắm được một bài cơ bản nha. Thì khi đó các em sẽ tự nhiên các em sẽ biết được à cái này phải làm như nào 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 đó. Chỉ như thế thôi. Các em hiểu thế nào? Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có 4 này. 2 mũ 9 này. 5 này, 7 này. Đó, dùng máy tính ta bấm cái rột là xong. Đó. 4 x 9 x 5 x 7 ha. Nó sẽ bằng là 1260. Các em thấy chưa nào? Đó. 1260. Ok. Rồi. Đây. Câu A này. Câu B. Thấy chưa? Đó. Nếu mà quý phụ huynh cũng đang theo dõi kênh và video cũng như các em cảm thấy hay thì nhớ đăng ký khóa học online sách bài tập học kỳ 1, nếu được thì đăng ký học kỳ 2 luôn, gửi một lần luôn cho nó khỏe ha. Thì cứ có sẵn đấy, muốn học thì học, học kỳ 2 làm xong rồi các em, còn học kỳ 1 thì đang chạy đua với thời gian để up sớm càng tốt cho các em, được chưa? Ok, chúng ta đi sang câu C nha. Rồi, chúng ta đi tìm bồi chung nhỏ nhất của 9 mũ 11. Như vậy ở đây chúng ta 9 bằng này, 10 bằng này, 11 bằng này. 9 thì nó chính là 3 mũ 2 này, 10 là bằng 2 nhân 5 này. 11 thì nó chính là gì? Bằng bao nhiêu? Nó không chính là thừa số nguyên tố nên nó cũng sẽ là bằng 11 luôn. Như vậy thì bội chung nhỏ nhất là của 9, 10, 11. Thì bây giờ có thừa số nào chung không em? À, không có thừa số chung. Đối với cái bài mà tìm ước chung lớn nhất ấy, mà đã không có thừa số chung ấy, thì cái ước chung lớn nhất của nó sẽ là 1. Nhưng đối với bội chung nhỏ nhất thì không em ạ. À, đối với bội chung nhỏ nhất không phải là thầy nói thừa cái số 0 đâu, không phải. Mà chúng ta không ở chung thì chúng ta lấy riêng, có đúng không nào? Riêng thì bây giờ số 2, số 3, số 5, số 1, mọi cái chúng ta ghi một lần à. Ok. Bây giờ lấy số mũ lớn nhất thì đây mũ 2 này. Đây ghi mũ 2 không? Ghi 2 nhân 9 nhân 5 nhân 11. Chắc chắn cái này là thầy lấy 9 x 10 x 11. 9 x 10 bằng 90, lấy 11 x 90 thì bằng 999, nghĩa là những số này nhân lại cũng vậy. Hơn nè. Đó. 990 nghe. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 189 nha. Ok. 189. 189 nha. Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất khác không? Nếu như ở phần ước chung lớn nhất ấy, thì người ta sẽ nói là tìm số tự nhiên A lớn nhất khác không? Ha? Nó ngược lại. Bây giờ đây là nhỏ nhất, các em thấy là nhỏ nhất. Thầy đang hướng dẫn đây để mà chỉ ra những cái dấu hiệu để chúng ta khi nào mà chúng ta sử dụng ước chung lớn nhất và khi nào chúng ta sử dụng bội chung nhỏ nhất. Ha? Ở đây các em để ý này. A này nó chia hết cho 126 và A này nó chia hết cho 198. Các em thấy ở trong clip trước thầy cũng đã hướng dẫn em học thử ở bài 17 rồi. Như vậy các em thấy ở đây A này, thấy không? A nó nằm phía trước phép chia hết thì nó sẽ là bội. Còn nếu A mà nằm phía sau đây, ví dụ 126 chia hết cho A thì chúng ta phải tìm ước. Đó chính là dấu hiệu nhận biết để chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất hay là ước chung lớn nhất. Các em có hiểu chưa nào? Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta như vậy thì A là chính là gì? Bội chung nhỏ nhất của 126 với lại 198. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố em, 126, 198 rồi. Những cái số này rất là khó tách mà như vậy thì chúng ta nên sử dụng cái tờ giấy nháp của mình. Đây các em. Chúng ta phải để nháp bên cạnh một quyển nha em nha. Ta hình thành thói quen như vậy. 126 chúng ta chia cho 2, 12 chia 6 thì được 6, 6 chia 2 được 3, ở đây chia 2 không được nữa thì chia 3 được 9 thôi nè. Ê, từ mày 6 chia 3 thì được là 2, 3 chia 3 thì được 1, tiếp tục chia 3 thì được 7, 7, 1 đúng không nào? Như vậy thì nó sẽ trở thành là 2 x 3 mũ 2 nhân cho 7. Đúng chưa?
198. Chắc chắn đầu tiên mình chia 2. Có đúng không nào? 19 mà chia cho 2 thì được là 9. 9 2 18 đúng không? Còn 1 18 chia cho 2 thì nó cũng được là 9. 99 thì chia 2 không được rồi. Chia 3 thì được là 33. Chia 3 tiếp thì được 11. Chắc chắn ở đây nó là thừa số không tố nên chắc chắn phải chia chính nó là 1 ở đây. Như vậy thì bằng 2 nhân 3 mũ 2 nhân cho 11. Các em thấy chưa nào? Thầy làm trực tiếp như vậy thì các em rất là dễ hiểu. Đó. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có là A thì nó sẽ bằng ở đây là bội chung nhỏ nhất. Đó nào. Của 126 với 198 bằng. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra cái thừa số chung và riêng. Chung ở đây đó chính là 2 với 3. Còn riêng đó chính là 7 với 11. Lấy số mũ lớn nhất thì ngay đây là lấy mũ 2. Như vậy các em lấy 2 nhân cho 9, 3 mũ 2 bằng 9 nhân cho 7 nhân cho 11. Như vậy thì nó sẽ bằng. Thầy sẽ dùng máy tính thầy bấm nha. Như vậy 2 nhân 9 nhân 7 nhân 11. Như vậy thì nó bằng 1.386. Các em thấy nè. Như vậy đây thì nó bằng 1.386. Vậy A bằng 1.386. Đó. Ok. 189 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 190 nha. Chúng ta đi sang bài 190 nha. Tìm các bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400. Ha, như vậy thì thầy sẽ gọi x là cái số cần tìm ha, số cần tìm. Thì khi đó x này nó thỏa mãn. Như vậy theo đề bài. Theo đề bài của chúng ta thì chúng ta có gì? X này á thì nó sẽ thuộc cái bội chung của 15 với lại là 25 này. Và đồng thời x này nó nhỏ hơn 400. Cái đúng không nào? Nhỏ hơn 400. Như vậy thì cái bước đầu tiên này thầy hướng dẫn đối với bài cái dạng bài này chúng ta nên đi tìm bội chung nhỏ nhất trước của 15 và 25. Sau đó các em đi tìm bội chung của 15 và 25 thông qua bội chung nhỏ nhất bằng cách chúng ta đi tìm bội của cái số chúng ta vừa tìm được đó. Sau đó các em sẽ chọn ra những cái số mà nó thỏa mãn theo cái đề toán là phải nhỏ hơn 400 để chúng ta lấy. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây bây giờ thầy sẽ đi tìm nhá. 15 nghĩa thầy sẽ đi tìm bội chung nhỏ nhất em. Phân tích ra 15 này thì bằng 3 nhân 5, 25 này là bằng 5 mũ 2. Như vậy thì ở đây bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của 15 với lại là 25. Bây giờ chọn thừa số chung là thừa số 5, riêng đó chính là 3. Lấy số mũ lớn nhất là mũ 2. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng 25 nhân 3 thì bằng 70, bằng 75. Các em hiểu nào? Như vậy thì ta suy ra ở đây là x thuộc bội chung của 15 với lại là 25. Thì nghĩa chúng ta đi tìm bội của 75. Tìm bội 75. Thì để tìm bội 75 thì chúng ta sẽ liệt kê ra. Lấy 75 chúng ta nhân cho bắt đầu từ số 0 nhá. Các em hiểu không nào? Như vậy thì 75 nhân 0 thì bằng 70 bằng 0. 75 nhân 1 thì bằng 75. Tiếp tục như vậy. 75 nhân 2 là 150. Có phải không em? 75 nhân 3 đó chính là 225. 75 nhân cho 4. 75 nhân cho 4 thì bằng bao nhiêu? 0. 28, 300. Có đúng không nào? 75 nhân cho 5 thì bằng 375. Có đúng không nào? Tiếp tục. Chúng ta lấy 75 nhân 6 nhẩm 6 nhân 75 450 ha. Ví dụ thế. Ở đây vân vân nha, còn nữa nha. Đối bội thì còn nữa. Như vậy vì ở đây x nó nhỏ hơn 400 nên chúng ta suy ra x nó phải thuộc các cái số nào các em. Nó, ở đây 450 thì chúng ta không chọn rồi. Như vậy x nó phải thuộc là 0 này, 75 này. Đây là những số chúng ta cần chọn này và tìm ra này. Đó.
chứ còn 450 trở đi thì chúng ta không không chọn được, tại vì nó nhỏ hơn 400 à. Em hiểu nè. Bài 190 cái dạng này người ta cũng rất là hay ra ở trong đề kiểm tra một tiết sắp tới nha anh em nha. Đây anh em thấy chưa nè. Rồi, được chưa các em? Rồi tới đây thì thầy xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Nếu mà cảm thấy hay thì nhớ đăng ký vào biểu mẫu khóa học online sẽ bài tập toán học kỳ 1 và học kỳ 2 nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em và quý phụ huynh trong các clip học thử tiếp theo. Xin chào.